Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng ạ. Vâng, hôm nay mình giới thiệu với cả nhà một bức tranh. Đây là tranh cảnh đúng không nhé? Tranh này tranh đá quý ạ. Bức cảnh rừng núi ạ. Đây là cây đá nha các nhé. Cây hoàn toàn là đá tự nhiên 100% nha các nhé. Gồm Ruby Sapphire Sibinel, lâm công, mã não, canxit các loại như các bác nhé, làm rất tỉ mỉ như các bác nhé. Tranh này thì xà phòng bàn chải đánh dừa được nha các bác nhé. Đây là chưa hoặc khung ạ, kích thước của bức tranh là 60x90 ạ. Tranh này độ bền rất cao nha các bác nhé, bảo hành cho các bác 10 năm. Xà phòng bàn chải đánh dừa thoải mái nha các bác nhé, không mảnh mỏng. Bên nhà em thì làm theo kích thước và yêu cầu nha các bác nhé, làm theo kích thước và yêu cầu, làm theo mẫu luôn nha các bác nhé. Bác ca gửi mẫu này em làm, bác nào mà có nhu cầu mà đặt hàng thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333, 0922 314 333. Làm cái mẫu nha cho nha, đều làm hết ạ. Tranh này làm rất tỉ mỉ và nhiều công nha các nhá. Vâng, anh chị em nào mà có nhu cầu mà làm thì liên hệ với em ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.